Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Lời hứa ngoài sức tưởng tượng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Phi Er thứ nhì đoạn 1 từ câu 2 đến câu 8. Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Vì nếu anh em có những điều này và có dư dật thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Phi Er thứ nhì đoạn 1 câu 4. Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý. Trong những lúc thất bại nặng nề, thật dễ để tin rằng mọi chuyện đã quá muộn, rằng chúng ta đã đánh mất cơ hội để sống một cuộc đời có mục đích và giá trị. Đó là cách mà Elias, cựu tù nhân tại nhà tù an ninh cao nhất ở New York, miêu tả cảm giác của người ở tù. Tôi đã không giữ được lời hứa về tương lai của chính mình, về con người mình trở thành. Nhưng chính chương trình đại học sáng kiến nhà tù của Đại học Bar đã bắt đầu thay đổi cuộc đời Elias. Anh tham dự vào nhóm tranh luận mà vào năm 2015 đã tranh luận với một nhóm đến từ Harvard và chiến thắng. Với Elias, trở thành một phần của nhóm là cách chứng minh rằng những lời hứa này không hẳn đã bị mất. Sự biến đổi tương tự sẽ xảy ra trong tấm lòng khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng tin lành về tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu cũng là tin lành dành cho chúng ta. Không quá trễ đâu, chúng ta bắt đầu nhận ra trong sự kinh ngạc, Chúa vẫn có một tương lai dành cho tôi. Và đó là tương lai mà chúng ta không tự mình kiếm lấy, cũng như không ai tước đoạt được, chỉ dựa trên ân điển và quyền năng dư dật của Chúa mà thôi. Một tương lai khi chúng ta được giải phóng khỏi sự tuyệt vọng trên thế gian này và trong tấm lòng mình để bước vào tương lai tràn ngập vinh quang và nhân đức của Ngài. Một tương lai được bảo đảm trong những lời hứa ngoài sức tưởng tượng của Đấng Christ, và một tương lai được biến đổi để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta thấy khó chấp nhận ân điển và tình yêu không tự kiếm được? Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng trong mắt Chúa, bạn có một tương lai tràn ngập những điều đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, có những ngày con chỉ thấy mình đã làm bản thân và người khác thất vọng. Con đã phá vỡ tương lai mà con từng mơ ước. Xin giúp con thấy vẻ đẹp bất biến của tương lai mà con tìm thấy trong Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày.